và giao lưu đến gần thủ tướng hơn bao giờ hết. Và bây giờ là một thông tin vui mà thủ tướng mang đến cho các anh chị em công nhân ở 8 tỉnh thành trọng điểm công nghiệp phía Nam, đó chính là sẽ có những chiếc tivi để dành tặng cho các khu sinh hoạt công nhân tại các khu công nghiệp của chế xuất mà 8 tỉnh thành các anh chị công nhân đang sinh hoạt, để chúng ta giải trí tinh thần phong phú để sau đó hăng say làm việc hơn, được không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Như xin mời đại diện của 8 anh chị em công nhân ở 8 tỉnh thành và đại diện cho Liên đoàn Lao động của 8 tỉnh thành, chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận phần quà này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Không biết Thủ tướng